nghỉ rồi tao bưng à, phụ đúng vậy, bưng đi phụ làm đi bớt nóng nổi. Xin chào tất cả các anh chị cô chú. Hôm nay cà khịa tôi phương bữa đi cho nó. Đại bộ lấy tiền vô. Làm đi. Ủa sao lấy tiền vô? Ồ, khách đi ô tô rồi tới thưởng thức cá viên chiên của tôi phương luôn. Ừ. Đó, mọi người đến nè. Nhiều người gọi điện quá cả nha. Đang xin một chân vô quay phim ở trong cuộc thi đại sứ Hoàng Mỹ với Tô Phương để quay ngôi nhà chung của với Tô Phương đó cả nhà. Mời Tô Phương chưa cho. Thế Phương, mai đi xin anh chân anh vô quay phim nha. Xin anh hai chân luôn được. Hai chân hả? Một chân cũng được. À, chúc Tô Phương luôn may mắn nha cả nhà, trong cuộc thi cũng như đạt nhiều giải thưởng cao. Nói chỉ nói thôi chứ chọc Tô Phương cho vui thôi chứ biết mà. Ồ, ôi mọi người đứng ở ngoài nè, đứng ở ngoài chờ cá chi kiên của Tô Phương chiều tối nay. Ồ, gia đình tới thưởng thức cá chiên chiên. Ồ, khách đàn tới. Rõ chặn, tôi vương là mày rõ chặn. Ở đây nè. Mình đủ tiêu nè. Trẻ người thì hôm nay đưa mới đi nghỉ vụ luôn đi chờ. Hoa hậu nha, nhỏ nhỏ xíu nha, nhỏ nhỏ nhẹ xíu nha Tô Phương. Ôi mọi người đến nè. Đó, mọi người đến đứng đông luôn cả nhà ơi. Okay.
đây là Diễm nha. Chiên của Thu Phương, lúc Thu Phương này lúc là bỡ trận đây cái nhà ơi. Cá là đông hết bàn ngồi luôn. Họ các bạn trẻ đến thưởng thức cái viên chiên của Thu Phương. Vào. Lúc bỡ trận. Đưa cho Minh Tú đi. Tiếp cho Minh Tú à. Có chầm đổ tương á anh ơi. Ở đây 5 người riêng đó hả cơm? Đâu 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 đâu. Ai cũng muốn ngồi gần Thu Phương ấy, à, ngồi gần để thấy Thu Phương đó cả nhà. Mọi người tới thưởng thức cá viên chiên á là để muốn gặp Thu Phương và nghe Thu Phương giỡn đó cả nhà. Nên gọi là ai cũng muốn ngồi gần hết. Không gian thì nó cũng nhỏ nha. Cả nhà ủng hộ Thu Phương mở nhà hàng không? Nhà hàng cá viên chiên không? Có chị đợi chút. Anh Khánh Lương, chị hỏi có ngồi không con? Hấp dẫn không cả nhà? 716 Trần Hưng Đạo nha. Cầm tiền nè em của em trăm con, nhớ xuống có danh nhìn chị đi. Em đừng có luôn vậy, 500 con đổ nè. Em mốt trăm ở trên bàn đi Phượng. Trên bàn sao 100 à. Khách ta đứng kêu đừng có lui hoài, ai mà thấy được đừng có lui. Phương đang bận rộn giây phút cửa trận của Hoa Hậu top 15 nha. Top 15 Hoa Hậu đại sứ Hoàng Mỹ nha cả nhà. Beret Vũ Thu Phương. Rưỡi đúng không?
lộn khổ phải không em? Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các nhà nha. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Vậy là chú sao 2.5%? Đúng không? Bye bye. Nhưng mà chú sao 2.5%, 2% luôn hả? Rồi qua 1% rồi. Giảm ngay chỗ cục đèn á. Kìa, hai người rồi kìa, nãy giờ kìa, đưa con cơm đây. Quýnh luôn à.